Chào các bác, em là Tuấn Mắc Cạn. Hôm nay em sẽ bán một số giò lan thuần thuần rất là lâu rồi. Đây các bác có để ý là những cái rễ của nó ấy, nó đã chẳng chịt hết rồi. Đây là thuần 35, nó được như này. Đây là một giò kiều vuông của Lâm Đồng. Đây giò khủng nhất nhà em đây. Thân nó vuông. Ngày xưa mua được giò kiều vuông nó khó khăn lắm ạ. Nó không có như bây giờ, không có từ bên Lào sang. Cách đây 3 năm thì kiều vuông Lâm Đồng có duy nhất đúng có một người bán và may mắn là em mua được. Bây giờ Lâm Đồng chắc là không còn kiều rồi. Giò như này em bán là 1.200.000 ạ. Nó ôm kín người luôn. Cô đặt xuống để cháu quay từ trên xuống. Đấy. Rất to và xanh mượt. Cái này em thuần rất là lâu cho nên các bác về yên tâm không phải làm gì nữa. 3 năm rồi. Hôm nay em toàn bán giò thuần rất là lâu năm. Giò kiều vuông Lâm Đồng ok. Tiếp theo đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên, chậu thuần này cũng rất là lâu. Đây các bác. Sơn thủy tiên trồng không khó lắm đâu, rất dễ sống. Nó lại ra hoa được khắp các nơi. Thân nó cũng đẹp. Đây các bác. Một giò sơn thủy tiên như này là 500. Em chỉ có khoảng 3-4 giò thôi. Đấy. Giò kia nữa. Đấy. Về các bác chỉ việc treo thôi. Đẹp lắm rồi. 500 một giò. Rồi. Đây là một cái giò hoàng thảo kiều mỡ gà Bắc Cạn em đây. Em trồng vào cái chậu dớn này này. Kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà thân nó màu xanh lục. Kiều mỡ gà là hoa có nghĩa là màu của mỡ gà nó vàng vàng ấy. Loại này ở trên thị trường rất ít người bán. Mấy năm trước ở Bắc Cạn em thì có một ít. Tuy nhiên là sau một thời gian dài thì bây giờ nó cũng hết kiều mỡ gà. Loại này rất đáng sưu tầm. Bởi vì rất là khó mua được một giò kiều mỡ gà như này. Hàng kg nó cũng đã rất đắt rồi. Chậu này em cũng bán là 500.000 một chậu. Có mỗi chậu này này. Có một chậu này một chậu nữa. Mới cả một chậu nữa. 500.000. Rồi. Còn đây giới thiệu các bác. Đây là một giò hoàng thảo tam bảo sắc. Thân thì em không phải đếm nữa nhiều lắm. Nhìn vật vã. Thuần đây này. Các bạn nhìn thuần này dễ nó kín hết rồi. Em đang bón bằng phân dê. Đấy. Các bác nhìn dễ đằng sau này. Hô vào chỗ mát đi. Đấy các bác. Hoàng thảo tam bảo sắc là 700.000 thỏ này ạ. Đây các bác cứ nhìn cái bộ rễ này. Và rêu xanh phủ đầy rồi. Đấy hoàng thảo tam bảo sắc là một mặt hoa cực kỳ đẹp luôn đấy. Các bác có thể tra trên mạng. Hàng cân nó cũng rất là đắt. Nhưng em bán hàng thuần này các bác về chữ treo nhưng mà to lắm rồi. Rồi. Còn đây là một giò lan trồn. Các bác trồng trồn có hay bị chết không? Đây, nó thuần đến mức độ như này các bác. Đấy. Đấy. Thường thường là người ta xem giò thuần, người ta xem cái độ dài của rễ. Cái này rễ nó rất dài rồi. Chỗ này có 2, 4, 6, 8, 10 ngọn. Cái này có 400.000 thôi ạ. Trồn. 400.000 giò trồn. Thường thường các mặt hàng này em chỉ có duy nhất một hoặc hai giò thôi, cho nên là nếu các bác mua rồi là sẽ không còn nữa. Nào, tiếp theo một giò trâu. Cho các bác xem. Ui, trâu lá dài lắm rồi. Lá phải 3-4 phân đấy. Quan trọng các bác nhìn rễ này, em trồng trâu mà rễ nó dài thế này thì các bác biết tuổi đời nó là rất lâu rồi. Trâu này hoa màu đỏ các bác. Trâu này hoa đỏ ạ. Không phải trâu rừng đâu các bác. Nhưng thuần lâu lắm rồi. Đa số em bán các hàng thuần thì các bác toàn là hàng thuần Việt thôi. Hàng thuần Việt để có nghĩa là nó sống ở Việt Nam nó quen rồi nên là đi đâu nó cũng không bị làm sao cả. Giò trâu này em chỉ tính 450 thôi. Hai ngọn. Giá rất là hợp lý đó. Đây hàng thuần Việt em đây, cái này thì mới thuần thôi. Thuần bằng vỏ thông, cái vỏ màu vỏ thông nó chưa được ấy lắm. Đây là Hawaii. Nếu mà thuần Việt thì thường thường là nó hay bị cháy đầu lá lắm. Đấy.
Còn tại vì em không sử dụng nhà lưới mấy, toàn là cái kiểu hệ thống gọi là cho mày ra tự nhiên cho nó sống cho nó khỏe ấy. Một giò hao quay bình thường này là 200.000 thôi, nhưng mà mới thuần thôi các bạn, chưa thuần được lâu lắm. Thuần được có mấy tháng, 5 6 tháng. Nó mới mọc cỏ này, cỏ mới mọc. Giò này em bán rẻ lắm, có 200.000 chậu. Có tầm chục chậu. Đây nó hay bị này, cái đầu ngọn này. Hawaii thì đây có Hawaii khủng nữa. Cái đầu lá nó bị cháy một tí. Đợt nắng quá. Nó không ảnh hưởng gì đâu. Đây bác. Cứ một ngọn này thì thôi em tính rẻ các bác 100. Đây. Phi điệp trắng, Hawaii trắng. Hoa đẹp lắm các bạn. Đây là giống được ưa chuộng nhất, gọi là hoa có Hawaii trắng xưa. Ngọn nó xem nào. 2 4 tổng khoảng 60 phân. Mập lắm. Chậu này là 2, 4, 5 ngọn. 5 ngọn là 500 ạ. Có cái chậu to hơn là 9 ngọn này, 900 này. Chậu này thì đấy, khủng lắm. Thuần rất là lâu rồi. Các bác về nhân giống thì khi mà nó đến thân nó già thì mình cắt thân già đi, mình nhân giống được. Hoặc ra hoa cũng được. Loại này dễ thuần. Đây em thuần này. Các bác cứ để ý những cái cây em thuần là thường thường nó hay có cỏ này này. Rồi, một giò Hawaii 900, một giò Hawaii 500. Đây là quế. Chỗ này được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 gì. Các bác đây là cái quế nó dễ thuần mà. Nên cái rễ của nó dài quá này. Nên em bắt ngược đây, nó bám vào. Rễ nó ít nhất phải dài được hơn mét rồi. Đấy, bác nếu mà các bác nhà nào có lan thuần lâu là biết ngay, bởi vì là nhìn cái bộ rễ nó là thấy sợ rồi. Quế này là đây là giò gọi là cũng không phải giò to và bình thường thôi. Em bán là 600 một giò này. Còn những giò khủng 3 4 triệu các thứ cũng có. Đấy, giò như này 600 này. Nó chỉ vào hơn cân, các bác mua lẻ hàng cân thì thậm chí chắc không rẻ bằng em bán hàng thuần này. Các bác hàng thuần giá rẻ là bởi vì thế này. Khi mà em buôn hàng cân nó chẳng may nó ế ẩm ấy, hoặc cây nó xấu quá không bán được, hoặc không ai mua thì em trồng thuần thì lúc đó em đủ vốn rồi, thì bây giờ em bán hàng thuần ra thậm chí vẫn còn rẻ hơn hàng cân. Quế thì mùi thơm của nó thì phê lắm, được nhiều ngồng hết, bắt đầu sắp có hoa đấy. Đấy, 600.